không biết là Ốc Thanh Vân ở nhà là có người giúp việc hay không, và cái nguồn này từ đâu tới? Thực sự là nếu như không có người giúp việc thì giờ này Vân không có ngồi ở đây đâu. Vân ở nhà, Vân sẽ làm 1 tỷ việc không tên trong nhà, rồi chăm sóc con cái nữa, và không còn đủ thời gian để có thể làm bất kỳ một việc gì. Thì thực sự là với công việc của mình thì phải có người giúp rồi đó. Và nhà Vân thì không phải một người giúp, hai người giúp. Hai có người những giúp giai việc. Đoạn phải ba người đó. Ghê vậy. Nhưng mà hiện tại chỉ hai thôi. Ghê gớm lắm, chị qua nhà em đi chị biết. Trời ơi. Có nghĩa là một người sẽ làm những công việc nhà lặt vặt, cơm nước, nấu nước, giặt giũ lau nhà. Một người thì sẽ chăm sóc con cái, đúng không? Thực ra ở nhà Vân á, thì lại không chia theo kiểu đó. Mà nhà Vân á, thì mọi người chia nhau, chia sẻ mọi thứ cùng để cùng làm. Tại vì cả hai người đều biết nấu cơm và nấu rất là ngon. Hai người đều rất là siêng năng, việc nhà, việc gì cũng có thể làm. Một người đầu tiên á, là có một người quen giới thiệu và ở với Vân tới giờ là 7 năm. Và người thứ hai cũng là do một người quen giới thiệu. Và người này thì đã ở với mình được 3 năm rưỡi rồi, tức là cũng một khoảng thời gian rất là dài. Ngưỡng mộ Ốc quá, có nghĩa là Ốc có tay nuôi người. Người xưa ta nói nôm na là Ốc có tay nuôi người. Và đến với chương trình thì Tường vẫn muốn đi sâu vào tìm hiểu thêm những cái gì mà nó gây cấn đó, chứ còn cái điều mà nó tốt đẹp thì chúng ta chắc là hiện tại bây giờ như cô nói thì gia đình nào người giúp việc cũng là những người chia sẻ rất là gần gũi với mình rồi. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có những cái vấn đề, những cái hệ quả của cái việc là trong nhà chúng ta mà có một người lạ. Gia đình của mình á, nó có nhiều thế hệ cùng chung sống như vậy. Thì những cái mâu thuẫn nó xảy ra cũng từ đó mà ra luôn. Ông ngoại á, thì cũng lẫn rồi, thành ra là có lúc thì ông ngoại thấy mọi người ở trong nhà thì ông ngoại cũng gật gù vui vẻ. Có những lúc ông ngoại la mắng họ không có lý do gì cả, hoặc là ông ngoại đòi hỏi những cái điều nó rất là vô lý. Có những lúc họ hiểu và họ cũng đồng cảm với điều đó. Nhưng mà có những lúc họ cũng không chịu nổi, bởi vì tự nhiên họ bị mắng rất là vô lý mà mình thì không có nhà. Thành ra có những lúc là xung đột là đến từ ông ngoại với những người ở nhà. Hoặc là mối căng thẳng đến từ chính họ. Lúc đó chỉ có hai người thôi, nhưng mà ai cũng có những cái sở thích riêng, ai cũng có những cái quan điểm riêng, và vì họ đã ở với mình rất là lâu cho nên họ cũng có những cái quyền lợi và những cái đòi hỏi nhất định. Có những lúc thực sự là cũng căng lắm. Một người á, thì nói lại và sau đó sẽ khóc hu hu, còn một người sẽ không bao giờ khóc gì hết nhưng mặt lặng như tiền suốt một tuần. Và cả không khí của gia đình sẽ căng thẳng theo suốt một tuần đó, chứ không phải là chỉ từ hai người. Thực sự chuyện này cũng đã xảy ra không phải một lần, cho nên là mình luôn luôn phải xong việc hết ở ngoài là về đến nhà là coi như là phải thập diện mai phục luôn á. Phải suy nghĩ coi hôm nay bố có vui không, rồi bà ngoại có không hài lòng điều gì không, rồi hai người có vui vẻ hòa hợp với nhau không, hay là họ có gì căng thẳng không. Có nghĩ là còn một cái rủi ro nữa nè, đó là những cái gì riêng tư nhất của gia đình mình đều bị phơi bày trước một người không phải là người trong gia đình mình. Dụ vợ chồng người gây trong gỗ không thể tránh khỏi. Và nếu như mà người ta mắt nhắm mắt mở, hoặc là người ta thương mình, người ta biết được cái chuyện đang xảy ra với mình, người ta sẽ tiếp nhận chuyện đó theo một cách khác. Còn nếu như người ta bản chất người ta có nhiều chuyện hoặc là thích đâm chọt, người ta sẽ đem cái câu chuyện đó của gia đình mình ra ngoài thiêu dệt. Đúng. Và chuyện sẽ trở nên xấu hơn rất nhiều nếu như mà không may là trong nhà mình lại có những người như vậy. Để nói về cái ra do mình ngồi ở đây và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nói về người giúp việc, cho nên buộc lòng Vân phải dùng cái cụm từ này. Chứ thật sự là chưa bao giờ Vân gọi họ bằng cụm từ này hết. Mình luôn gọi họ là Vũ Em. Mình có tên của hai chị Vũ Em ở nhà, và chưa bao giờ, dù là sau lưng, Vân cũng chưa bao giờ nói họ bằng những từ như vậy. Vì thực sự là mình cần họ vô cùng, rất cần. Và thực sự họ cũng giống như những người quản gia, bởi vì á, nhớ cả giờ con học cái gì, học mấy giờ rồi, buổi tối mẹ chưa về phải không, mẹ đi diễn rồi thì con cũng phải ngồi vào bàn đến giờ đó, sau đó sẽ nhắn tin, nhắn tin gửi cho mẹ Ốc đây, con học rồi nha, mẹ coi hình ảnh con nè. Chung là hai người ở nhà Vân á thì rất là rành công nghệ. Trời ơi, ta nói là nhắn tin là hình ảnh là gửi liên tục vào Facebook, là cập nhật là như là hàng ngày. Mình cũng vui bởi vì mình nghĩ là ngày xưa khi mà họ mới gặp mình, họ không có biết cái gì hết trơn á, và những cái ngày đầu tiên á thì đã qua rất là lâu rồi, và họ đã trở thành một người có thể cập nhật được rất là nhiều. Và quý vị có thể theo dõi những thông tin của chương trình trên kênh fanpage Kênh Lẽ Một Chuyện. Quý vị có thể đề xuất những cái chủ đề để chúng tôi nói chuyện với nhau, hoặc là có thể đăng ký tham gia trực tiếp, được ngồi ở chương trình để cùng thảo luận, chia sẻ những vấn đề về gia đình, về cuộc sống.